Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, mỗi tuổi đều có sự may mắn và thành công của riêng mình. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cũng vậy. Họ là những người hiền lành, ngay thẳng. Vận trình của họ trong tháng 7 âm lịch này cực kỳ hanh thông và thuận lợi, có được một cuộc sống giàu sang, như ý. Trong cuộc sống thì ai cũng mong muốn mình sẽ được thành công và chạm đến đỉnh cao của vinh quang. Nhưng vận mệnh của mỗi người đều khác nhau. Có năm tốt, cũng có năm xấu, có ngày tốt, cũng có ngày xấu, do đó việc xem tử vi trở thành thói quen của rất nhiều người dân Việt Nam. Đây là cách để bạn nắm rõ được vận mệnh của mình trong từng tháng, từng năm. Qua lá số tử vi tháng 7 âm lịch thì những gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 sẽ hiểu rõ được về vận mệnh của mình ra sao, cơ duyên nào mang đến cho mình có được những thành công đột phá, khiến cho hầu hết các con giáp khác đều phải nể phục và ghen tị. Nắm được vận trình của mình sẽ giúp quý vị gia chủ tuổi Tân Mão được biết được là Nắm được vận trình của mình sẽ giúp cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mão biết được những điều tốt để phát huy và tránh được những điều xấu đến với cuộc đời của mình. Để tìm hiểu cụ thể hơn, hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta khám phá phần luận giải tử vi tháng 7 cho tuổi Tân Mão sinh năm 1951 dưới đây. Mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là người yêu thích sự yên tĩnh, tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ thời cơ tốt, sống rất tình cảm. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí và không biết tiết kiệm tiền bạc. Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo, hơi thái quá và thậm chí là có thể là những người láo lỉnh, nhiều trò. Về mặt ưu điểm thì họ có một kho ý tưởng tuyệt vời và hết sức tháo vát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách để thoát khỏi bế tắc. Người Tân Mão sống rất tham vọng và thường được đảm bảo về tài chính, nhất là không dính vào cờ bạc. So với các tuổi Mão khác, Tân Mão tỏ ra kiên định hơn về tâm lý lẫn thể chất. Tuy nhiên họ lại kém mềm dẻo và ít khi nghe theo những lời khuyên của người khác. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ và công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ làm việc hiệu quả khi hứng khởi và có thể rơi vào tâm trạng buồn chán bất kỳ lúc nào nếu như tuột mút. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc của chính mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian thì bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện để có thể phòng bệnh và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt rèn luyện hợp lý. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp mậu dương thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Tân Mão trong tháng này, cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Năm 2022, người tuổi Tân Mão bước sang tuổi 71, ở độ tuổi có thể an nhàn hưởng lương hưu nhưng vẫn có người nặng tâm với sự nghiệp nên vẫn hăng say làm việc. May mắn là trong tháng các quý vị gia chủ phải chịu ít áp lực và thậm chí là có thì cũng sẽ chủ động tìm được những cơ hội để giải tỏa. Công việc có bước tiến triển ổn định, tạo nguồn động lực và sự yên tâm rất lớn cho con giáp này. Trong tháng, vận quý nhân vượng, nhờ vậy các hạng mục dự án hợp tác đều tiến hành trôi chảy, lợi nhuận thu về khả quan. Tuy nhiên nên tránh các việc dính dáng tới pháp luật, tranh chấp và kiện tụng, kẻo sẽ nhận phần thua thiệt về mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng Mậu Thân, tài vận của gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 khá hanh thông, bản mệnh tự chủ được kinh tế, còn hỗ trợ được cho con cháu. Cơ hội đầu tư trong năm không ít, đặc biệt là trong các dự án bất động sản. Nếu thấy hứng thú, có thể tham gia, rất dễ thu lợi nhuận khả quan. Ngoài ra các khoản phúc lợi xã hội cũng tăng lên, giúp bản mệnh có nguồn lương hưu đảm bảo và không phải phụ thuộc vào con cháu.
Tuy vậy, gia chủ cũng cần chú ý vì tử vi chỉ ra có dấu hiệu phá tài, tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, chi tiêu mua sắm dịp cuối năm. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ tuổi này hãy mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng này sức khỏe tốt, không tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Tuy nhiên bệnh vặt khó tránh, thỉnh thoảng cơ thể xuất hiện những trục trặc nhỏ, gặp đúng thầy đúng thuốc được chữa trị tốt, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt. Với một số người đánh rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan và ít quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân của mình. Các quý vị gia chủ tuổi Tân Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia chủ có nhiều cơ hội kết giao với những người bạn chung chí hướng, chung sở thích và có người còn giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, duyên khắc phái quá vượng đôi khi có thể gây phản tác dụng, nhất là với những người đang có gia đình, bản mệnh có thể rơi vào một số tình huống khó xử, không thể từ chối hoặc bị hiểu lầm. Tốt nhất nên giữ mình trước những cám dỗ để không tạo thành những ảnh hưởng xấu tới gia đình của mình và những người thân yêu. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Tân Mão trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 7 năm 2022, tức ngày 31 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Dậu, có nạp âm Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Dậu, có nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 7 năm 2022, tức ngày 24 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Dậu, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mão, và trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức lưu ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Mão trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 4 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tuất, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Tuất, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Tuất, có nạp âm Hoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại,
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Tân Mão trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp tất cả quý vị chúng ta có được phần nào trong cuộc sống của mình, bởi vì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Đó sẽ là cách mà quý vị ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.